Đối mặt việc tái lây nhiễm trong cộng đồng với tốc độ quá nhanh và số ca tử vong vì nhiễm COVID ở Việt Nam hiện đã lên tới 2 con số, nên ở tất cả các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh như giai đoạn cách ly toàn xã hội. Tại vì người ta sợ bệnh đó, người ta cũng kiểm kỹ, người ta hỏi mình sức khỏe mình có ra Đà Nẵng đâu không thì mình trả lời không, hỏi mình có đi ngoài không thì mình nói không. Cũng như mình ở đây, mình ở quê, mình lên mình khám bệnh thì mình nên ở quê. Người ta khám, người ta hỏi gì đó. Sở dĩ các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý yếu tố dịch tễ Đà Nẵng, vì đây hiện là ổ dịch COVID lớn nhất Việt Nam. Và các ca mắc COVID đã tử vong thời gian qua đều từ ổ dịch này. Các bệnh viện cũng dừng việc khách đến thăm bệnh. Chuyến trước người ta cũng sợ, chuyến này người ta kỹ hơn. Như người mình đi mình nên, còn có người thân nhân mình đi thì người ta kỹ, người ta không cho vô. Tại vì người ta vô, người ta cũng sợ đông người, người ta sợ lây đó, bệnh đó. Với người bệnh nội trú, tùy theo khoa và mức độ bệnh mà các bệnh viện xét chấp nhận cho một thân nhân ở lại để chăm sóc người chữa trị nội trú. Khâu sàng lọc, người đến khám bệnh được thắt chặt ngay tại cổng vào. Tuy nhiên điều này lại dẫn tới việc khó bảo đảm về giãn cách. Người ra vô mình không biết ai với ai hết. Thì coi chừng là mình có bệnh mình phải xuống, chứ còn đúng ra không xuống đây mình chú cũng sợ lây lắm. Thật chứ có bệnh thì phải chữa thôi. Chứ còn thì nếu mà người mới đã khỏe khoắn thì người ta cũng không vô đâu. Thời điểm này, ai cũng ngại khi đến bệnh viện vì liên tưởng đến ổ dịch COVID bùng phát từ bệnh viện Đà Nẵng. Sợ chứ, sợ lây bệnh, cho nên đi có mình là đâu có dám đi đông người. Tại vì người lạ mình đâu biết người ta làm sao đâu mình tiếp xúc. Mà biết người ta ở địa phương nào lại đâu đó có bệnh không lây, sợ lây á. Hiện nay thì các cơ sở y tế ở thành phố Hồ Chí Minh đều dành riêng một khu vực cho điều trị những người thuộc nhóm nguy cơ đến từ vùng đang xảy ra lây lan dịch COVID. Song song đó là các biện pháp vệ sinh bắt buộc cùng yêu cầu về giãn cách.